Vishnu Siputra của Tổng Trọng, Tô Đại hay Thủ tướng, ai là thủ phạm đây? Vào trung tuần tháng 5 năm 2024, ông Trọng vẫn chủ trì phiên họp cán bộ chủ chốt với cơ cấu tứ trụ mở rộng, có vẻ sức khỏe, bình thường. Và sau đó, trước khi qua đời, theo truyền thông nhà nước, Tổng Trọng vẫn ngồi đọc tài liệu trên bàn làm việc tại phòng điều trị của Bệnh viện 108. Cũng trước khi Tổng Trọng qua đời, mạng xã hội xôn xao về dự án khu đô thị Nam Thăng Long Siputra. Đây là vụ án bê bối xảy ra cách đây 20 năm, bị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra thảo luận về vấn đề thực hiện kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công vụ. Trước đó vào cuối tháng 11 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công báo kèm theo hồ sơ tài liệu gửi tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về hồ sơ điều chỉnh dự án khu đô thị Nam Thăng Long. Tuy nhiên, sau gần một năm, Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa nhận ý kiến của Hà Nội, mặc dù bộ này liên tục ra văn bản đôn đốc đề nghị thành phố Hà Nội sớm cho ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Một câu hỏi đặt ra là trong những ngày cuối đời, Tổng Trọng có biết về đề tài rất nóng này liên quan đến trách nhiệm của ông từ thời giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội hay không? Câu trả lời là có, thậm chí Tổng Trọng còn nắm rất rõ. Tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, dù vắng mặt, ông Trọng vẫn gửi thư chỉ đạo hội nghị. Theo đó, ông yêu cầu Bộ Công an phải chấm dứt tình trạng để lọt lộ các tin tức thuộc loại tin nội bộ, mà theo ông là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Phải chăng Tổng Trọng cũng đã rất lo lắng về thông tin liên quan đến dự án Siputra, và điều đó có liên quan gì vào cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng hiện nay? Trong thời gian vừa qua, khu đô thị Nam Thăng Long Siputra là một trong những khu đô thị mới đầu tiên do nhà đầu tư của Indonesia và Việt Nam hợp tác liên doanh xây dựng tại Hà Nội từ năm 2002 với quy mô 300 hectare và tổng số vốn khoảng hơn 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, chỉ vì một quyết định vội vã của lãnh đạo Hà Nội khi đó là Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên, sau khi duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án này sớm hơn 16 ngày so với ngày công bố giá đất mới theo luật đất đai, đã khiến cho ngân sách nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng. Theo đó, lãnh đạo Hà Nội áp giá đất cũ của dự án này thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều, chỉ từ 620.000 đồng đến 1.500.000 đồng một mét vuông. Sau đó 16 ngày, theo luật đất đai, giá đất mới được công bố và áp dụng từ 6.400.000 đồng đến 12 triệu đồng một mét vuông, cao từ gấp 8 đến 10 lần. Đã có những báo cáo và cáo buộc với lãnh đạo Hà Nội lúc đó về việc nhận những món quà biếu với giá trị hàng triệu đô la. Nhưng tại sao sai phạm của dự án Siputra lại nổi lên vào lúc này và thủ phạm là Chủ tịch nước Tô Lâm hay Thủ tướng Phạm Minh Chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Rõ ràng việc khơi lại vụ Siputra chắc chắn là mục đích đánh thẳng vào Tổng Trọng nhằm đẩy ông Tổng Trọng vào tình thế phải chấp nhận rời bỏ cương vị Tổng Bí thư. Khi chính trường bước vào thời kỳ cuối của giai đoạn đấu đá quyết liệt nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính rõ ràng không có lực lượng điều tra, nhưng cơ quan thanh tra chính phủ được Thủ tướng chỉ đạo sẽ tiếp tay cho Bộ Công an, nghĩa là giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính có sự liên minh. Vào thời điểm từ đầu năm 2024 cho đến Hội nghị Trung ương 9, Tô Lâm nhận thấy sức khỏe của Tổng Trọng đã xấu đi nhanh chóng, nên dường như đã quyết định bồi cú đánh đo ván mang tên Siputra. Điều đó dẫn đến sự qua đời nhanh chóng ngoài dự đoán của Tổng Trọng hay không thì vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, khả năng Tổng Trọng tự rút ống thở để tránh né và bảo toàn danh dự, danh tiếng là người liêm khiết, không dính dáng đến tham nhũng cũng là điều khó có thể loại trừ. Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất khi Tổng Trọng qua đời cũng là một phần của câu trả lời. Cái tên Siputra là vết nhơ khó rửa của Tổng Trọng. Nhắc tới Siputra, người ta sẽ nghĩ ngay tới người đốt lò. Đây là bằng chứng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không trong sạch như đa số người dân Việt Nam vẫn lầm tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vết nhơ Siputra của Tổng Trọng, Tô Đại hay Thủ tướng, ai là thủ phạm đây? Vì sao Tô Chủ tịch nên chấm dứt công cuộc đốt lò của Tổng Trọng? Chủ tịch nước Tô Lâm, người đang nắm quyền điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, từng là công cụ trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khác với Tổng Trọng, một khi trở thành Tổng Bí thư chính thức của Đảng, ông Tô Lâm sẽ làm lãnh đạo thực dụng hơn và có nhiều thay đổi so với ông Trọng. Với xuất thân từ ngành công an được đào tạo có hệ thống, Tô Lâm đủ hiểu cách duy trì tính chính danh cho Đảng. Quan trọng hơn, người ta hy vọng ông Tô Lâm sẽ coi trọng sự phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa giữa kinh tế và chính trị trong một thể chế công an trị.
Chủ tịch Tô Lâm không muốn bị xen vào một cái bóng của Tổng Trọng và muốn xây dựng cho mình hình ảnh của một lãnh tụ độc tài. Với một thể chế thiếu sự minh bạch và cơ chế giám sát, cũng vắng bóng sự điều chỉnh quyền lực như ở Việt Nam hiện nay, công cuộc đốt lò chống tham nhũng, dù là người dưới thời Tổng Trọng trước đây hay Chủ tịch Tô Lâm hiện nay, thất bại là điều chắc chắn. Mọi cá nhân trong bộ máy đảng và nhà nước, từ cán bộ lãnh đạo đến các công chức, viên chức chắc chắn sẽ không thể tồn tại bằng đồng lương chết đói, không đủ để nuôi bản thân và gia đình, cho nên họ phải tham nhũng và vòi vòi vĩnh, thậm chí ăn cắp để duy trì cuộc sống của mình. Vì một lẽ tự nhiên của con người, đói, thiêu đầu gối, phải bỏ. Lãnh đạo đảng hiểu rất rõ điều này, nhưng họ vẫn cương quyết không thay đổi. Vì mục đích của họ là muốn biến tất cả những người ăn lương nhà nước trở thành những con tin. Đồng thời, họ muốn gắn chặt sự tồn tại của mỗi cá nhân trong hệ thống với sự tồn vong của đảng. Bất kể việc ăn cắp, đục khoét bao nhiêu tiền bạc của nhà nước, của nhân dân, thì đều đen thì phải chịu, còn đỏ thì quên đi. Trước năm 1990 có rất ít vụ tham nhũng lớn và số tiền tham nhũng chỉ có vài trăm triệu đồng. Nhưng sau 8 năm đốt lò của Tổng Trọng, con số thất thoát tham nhũng cũng đã tăng lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Chắc chắn tham nhũng sẽ không mất đi, mà chỉ chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác, ngày một tinh vi hơn. Kết quả của công cuộc đốt lò và đấu tranh tranh giành quyền lực là đến tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư ngoại đã bán tháo cổ phiếu đang nắm giữ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương gần 2 tỷ đô la. Trong đó, lượng bán ra nhỏ nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị lớn đầu năm 2024. Việt Nam cũng đã bỏ lỡ ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm vừa qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do những trì trệ của bộ máy chính phủ. Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam trong những năm gần đây hết sức trì trệ, với tỷ lệ rất thấp do các quan chức e ngại bị biến thành củi, sợ dính líu tới các cáo buộc tham nhũng. Điều đó đã kìm hãm sự tăng trưởng GDP của Việt Nam, cũng như giảm bớt tính năng động của từng địa phương, từng cá nhân trong bộ máy của nhà nước. Đây là những thiệt hại không thể đo lường bằng những con số cụ thể. Hơn thế nữa, chắc chắn chiến dịch đốt lò mà ông Trọng khởi xướng sẽ không bao giờ kết thúc, vì chống tham nhũng chỉ là công cụ thanh trừng và loại bỏ đối thủ chính trị, vẫn là biện pháp cần thiết khi ông Tô Lâm chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Với khả năng trước mắt, Chủ tịch Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, sẽ tạo tiền đề để ông trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm từ chỗ không có tên trong danh sách ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã trở thành nhân vật số 1 trong đảng. Công luận thì hy vọng nhiều vào việc trên cương vị Tổng Bí thư sau Đại hội 14, ông Tô Lâm có thể sẽ đứng trước cơ hội lịch sử để xúc tiến công cuộc cải cách thể chế, dẫu rằng đây là một hy vọng hết sức mong manh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch nên chấm dứt công cuộc đốt lò của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.